thành phố Cần Thơ vừa có thêm 18 sản phẩm ô cốp sau khi ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2022. Theo đó, có 8 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao, gồm sản phẩm chả cá tươi, chả cá hấp, khô cá hô ngũ dị, nem nướng, chả diên trứng cút của chủ thể Trương Văn Úc Ba. Đông trùng hạ thảo sấy thăng qua huấn xoa của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông trùng hạ thảo cờ đỏ quấn xoa. Rượu mãn cầu Thế Hưng của chủ thể Vũ Văn Hiến, bữa gia sanh thuận phát của chủ thể Trần Thế Thuận, còn lại là 10 sản phẩm được công nhận ô cớp 3 sao. Tính đến nay, Cần Thơ có 92 sản phẩm ô cốp được công nhận, trong đó có 58 sản phẩm được công nhận 4 sao và 32 sản phẩm được công nhận 3 sao.